Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Thầy. Kính thưa toàn thể cô bác và anh chị em kính mến. Thì hôm nay trong một cái buổi trưa sau khi uống trà và nhìn lại cái cuộc đời, và thì nhìn lại cái cuộc đời, cái quãng đời chúng ta mới đó rồi mất đó, mà Đức Thầy cho biết cái sắc nước phương trời ấy có khác trò, có khác kia cành hoa sớm nở lại chiều tàn, không chỉ bền chắc. Thì tất cả thế gian thân vô thường, cảnh vô thường, tâm vô thường. Thì Đức Thầy cho biết là trời sáng ra kế lại thấy trưa, năm cũ đó rồi qua năm mới. 12 tháng mà còn mau tới thì tuần đời cũng chóng đổi thay. Hay hoặc là Đức Thầy nhắc lại cho chúng ta biết rằng về cái kiếp sống của chúng ta, là thế gian này cũng như là con phù du. Phù du là con bù hâm đúng không quý vị? Con phù du hững hờ nào biết, thấy bóng đèn thì quyết chung vô. Thảm thương thai, chết héo chết khô, nhìn đèn nọ thấy mồ phù vũ. Kể khuyên trần đã mãn mùa thu, đeo danh lợi như con vật ấy. Giống xe cát biển đông thường thấy, tên giả tràng rất uổng công trình. Khi nước rồng nhờ lúc bình minh, lúc nước lớn cá kia tan rã. Vậy thì trong buổi trưa này, thành hậu tức cảnh nhớ lại những cái bài hát vô thường, kiếp sống mỏng manh, cuộc đời tạm bợ như giọt sương đầu rèm. Thì thành hậu sẽ hát lại một câu vọng cổ để làm một món ăn tinh thần. Đó là một cái niềm vui trong cái lẽ đạo, gọi là tu vui, tu khỏe, tu hiền. Tức là tu một phiền não thì cảm phiền đừng tu. Tức là chúng ta hôm nay để có một cái niềm vui trong lẽ đạo, thì thành hậu sẽ gửi đến quý vị qua một câu vọng cổ mang tựa đề là kiếp sống vô thường. Mời chư quý vị cùng lắng nghe. Lâu quá mình cũng không có hát, và mình lâu lâu mình cũng vợt lại để nó quên. Trước kia mình cũng có hát, nhưng mà sau này bỏ lâu quá, bây giờ hát lại quý vị mình thông cảm nha. Bây giờ hát đây bất tử thì cũng không có đờn, cho nên là mình kể như là lấy ý mà quên lời ha. Đây là nói về vấn đề vô thường, kiếp sống của chân sinh. Ôi thế gian vô thường, mau đổi thay trong đời. Thân người có chi như là sương rơi, như đóa hoa nở tàn. Ôi xác thân tứ đại thành, đời đâu có chi vĩnh hằng, đời như giấc mơ mà thôi. Chiều hoàng hôn khi ánh tà dương vừa khuất bông, chợt nhìn chiếc lá thu rơi mà ta suy nghiệm cho kiếp số con. Dinh nhục được thua thay đổi trong đời, mới ngày nào thân ai như hoa nở, mà bây giờ hương sắc lại tàn phai. Quy luật vô thường trong cõi trần ai, thân tứ đại sanh già bệnh từ. Biển cạn non mòn trăng tròn trăng khuyết, sinh diệt trên đời có chi là vĩnh cửu. Dạ thưa quý vị, thì đây là một cái bài hát, tuy nhiên dựa lên một cái giọng ca lời hát để cho một số cô bác bà con nhiều khi mình chưa có nghe qua được những lời kinh tiếng kệ,
nhưng mà nó hàm chứa những cái ý đạo trong đó. Gọi là trên đời ai sống ngàn năm, trên rừng cây sống ngàn năm, dưới trần ai sống được trăm năm hỡi người. Như vậy quý vị mình thấy kinh thi của Đức Khổng Tử có nói rằng, gọi là siêu liêu tiêu liêu xào lâm bất quá nhất chi, yến thử ẩm hà bất quá mãn phúc. Cái con chim đó, chim sâu á, nó làm tổ mỗi một lần làm là chỉ có một nhánh cây thôi, nhưng mà nó bảo rằng là cả rừng cây của nó. Rồi con cá yến thử nó uống nước sông Hà, nó uống bất quá là chỉ một bụng thôi, bất quá mãn phúc tức là bất quá một bụng, nhưng mà nó nói rằng nước cả sông Hà đều của nó. Vậy thì kiếp sống của chúng ta giàu sang cho lắm ruộng đầy đồng, nhắm mắt hai tay cũng nắm không, đau đớn vợ con nào mà thấy đặng, tắt hơi của cải chuột không xong, xác nằm mã đá người người trọng, hồn xuống âm ti quỷ xứ còng, gẫm lại cuộc đời ôi thế mấy, tu hành mới có chỗ trông mong. Hoặc là tình danh lợi của ruộng giường con vợ, bảy món là cũng nở ba sinh, sao bằng lánh chữ nhục dinh, một câu lục tử tánh linh còn hoài. Mà Đức Thầy đã khuyên chúng ta, gầm cuộc thế chẳng qua tuồng mộng ao, cuộc truy quan thường giết khách tài quá, nghe chuông linh sông dứt bề ái hà, kêu giật dục cũng lôi vào bể khô. Nghĩa là kiếp sống của chúng ta nó vô thường đến mức độ là hiện tại mới ngày hôm trước tuổi thơ ngây, phút chốc rồi già đã đến đây, mái tóc chòm đen chòm lớm đớm, hàm răng chiếc rụng chiếc lung lai, lập lè bốn mắt trong mờ tỏ, khập khểnh ba chân dở tỉnh sai, nhớ đến hội này e chán ngắt, đi đâu quải cối lẫn cùng chài. Vậy thì kiếp số vô thường mà Đức Phật đã nhận thức được cái cuộc đời như vậy, mà ngài xuất gia tầm đạo, rời bỏ cung vàng cuốn hữu tứ hải, lìa cha già vợ đẹp con cưng, thân chẳng xa sông qua bờ bùi, ngày thọ ấy lên 19 tuổi, tâm đại hùng cương quyết tu trì, trải bao hoen lao khổ xiết chi, sau ngày đến rạch ni liên thuyền, thấy cỏ hoa cảnh bách tham thiền, ngồi khổ hạnh sao nằm bên ấy. Vì ngài đã nhận thức được cái cuộc đời nó vô thường, ngài dạo bốn cửa thành, gặp buổi đầu tiên gặp những chuyện gì, gặp cụ lão tai nương gầy chống, ngài xem qua lòng bèn cảm động, lần thứ hai thấy kẻ ốm đau, xét cõi trần trong dạ héo xào, chi xiết nổi nung nao cội tàm, lần thứ ba xé lìa khỏi chàm, được trông nhìn kẻ chết đang khiêng, về đền đài cảm xúc buồn xuyên, hằng đế trí tầm phương giải thoát. Thưa quý vị, cho nên sau khi ngài dạo bốn cửa thành, đến lần thứ tư là vừa đi dạo mát, bỗng gặp người tốt đẹp trang nghiêm, nào về đâu trời đã ứng điềm, giả tăng sĩ gợi lòng thái tử. Ngài hiểu rõ là phận sự phải xuất gia tầm đạo mau mau, liền hoài xe trở lại Lai Chào, xin Dương phụ lánh xa mùi thế. Rồi Đức Tịnh Phạn Dương mới nói rằng, vua buồn thảm dùng lời khóc kể rằng, cha già biết kể nhờ ai, khuyên con nên ở chốn điện đài, sao nói nghiệp lo tu chẳng muộn. Nhưng mà thưa quý vị, lòng thái tử quyết theo ý muốn, thừa đêm khuya lén trốn vào rừng, lìa cha già vợ đẹp con cưng, thân chẳng xá sông qua bờ bụi,
Vì mà Ngài nhận được cái cuộc đời nó vô thường rồi, thân tâm cùng cảnh đều là tất cả mọi là hư cấu. Cho nên Ngài phải cho biết rằng hết thảy tất cả chúng sanh đó, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng ảo bào ảnh, như lộ việc như điển, ưng tác vô thị quán. Nghĩa là Phật rằng muôn vật trên đời dí như xương bọt giữa trời dễ tan, chim bao điện chớp tiếng gian, dí như thân xác hơi tàn còn đâu. Cái thân như tất bóng chiều, như chùm bọt nước phập phiều ngoài khơi. Xưa ông bành tổ ở đời, sao 800 tuổi thọ bây giờ còn đâu. Sang mà đến bực công hầu, nghèo mà đói khát tế lâu thạch sùng. Thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò. Cuộc đời nhiều nỗi gây go, mau mau nhẹ bước qua đò sông mê. Cuộc đời nên chán nên chê, tầm nơi giải thoát mà về mới khôn. Cho nên Đức Thầy cho biết là ngày nay chim đã gặp cành, chẳng lo đậu lại cho rành gió mưa. Hay hoặc là để sao đến việc ta tới, rồi tu sao kịp chiều mới cho thành. Hay là Đức Thầy khuyên chúng ta là mau thức tình tu thân, kẻo trễ đến tối rồi mới hối muộn màng. Chỉ cho bằng ta sớm mi lo toan, gìn giới luật nghe kinh trồng Phật. Đến lâm chung quá lành đâu mất, cõi Tây Phương chứ Phật đợi chờ. Việc tu thân thiện tinh hững hờ, chừng qua đến nghe cho khó tranh. Vậy thì hôm nay trong buổi trưa này, Thành Hậu chia sẻ quý vị một cái cũng như một cái mệnh đề đối với cuộc đời chúng ta. Quý vị mình thấy đó, thân xác này rõ ràng mạnh khỏe, chốc lát nữa đây thì cơn dịch bệnh nó đến, rồi mình thấy nhà cửa mình đây còn nguyên vẹn đây, nhưng mà cuối cùng rồi một cơn giông tố qua, giông gió qua thì sẽ bị gì? Sẽ bị là sóng thần, sụp đất, động đất, vàng bị nghèo, mấy chiếc chẳng còn, trời giông gió, sái mùa, sái tiết. Những chương trình này để ý thức được cho chúng ta, đó là một bài pháp vô ngôn, Đức Phật nói chúng ta không có tin. Không tin rằng là vô thường, nhưng mà quý vị mình thấy đi, hiện giờ mình trẻ tới già, còn mạnh thì tới đau, cuối cùng là sống đây thì sẽ chết. Trường giả giai tận, cao giả tất trị, hiệp hội hữu ly, sanh giả hữu tử. Nghĩa là trường giả giai tận là dài cỡ nào cũng có ngày cùng. Rồi hiệp hội hữu ly có nghĩa là hiệp nhau rồi thì cũng sẽ có ngày ly biệt. Định lực vô thường đã cho chúng ta khẳng định một câu: hoa nở để mà tàn, bèo hợp để mà tan, trăng tròn để mà khuyết, nước đầy để khi rơi. Đó là một câu quyết định cho chúng ta biết rằng cuộc đời như thế. Đó là cuối cùng chúng ta nên ý thức được về vấn đề đạo đức. Chỉ có thế sự dạng ban đô thị giả, nhân gian đạo đức quả di trên. Thế gian này không có chi là bền chắc, chỉ có đạo đức mới vĩnh viễn và trường tồn. Và thưa quý vị, trong buổi trưa Thành Hậu chia sẻ đôi nét để làm một cái niềm vui. Nếu có điều chi thiếu sót hay dư thừa, mong toàn thể quý vị hoan hỷ thông cảm cho. Và sau khi dứt lời, xin cầu chúc cho cô bác chúng ta luôn luôn được bình an, tinh tấn, nhận thức được cuộc đời nó đầy vô thường, tinh tấn tu hành. Lễ phép kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.